Để đến được nơi dạy học, các thầy giáo phải vượt qua những cung đường núi nhỏ, dốc và treo leo như thế này. Vào ngày mưa, chặng đường vất vả hơn gấp bội. Có điểm trường chỉ cách trung tâm xã từ 4 đến 5 km, nhưng cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ mới đến được. Vất vả cũng chẳng dừng lại ở đó. Đây là cách để bắt sóng điện thoại của những giáo viên ở điểm trường tiểu học Suối Tung thuộc trường tiểu học Trung Lý 1, huyện Mường Lát. Giữa nơi không điện, không sóng điện thoại, không mạng Internet. Hết giờ dạy học, các thầy cũng chỉ biết quanh quẩn ở căn phòng tập thể rộng hơn 10 mét vuông này. Phòng vừa là bếp, vừa là nơi làm việc, cũng là nơi nghỉ ngơi. Vậy nên, ở những điểm trường như Suối Tung hay Ón, hầu như chỉ có những giáo viên nam mới có thể bám trụ lại. Điểm trường Ón của trường Tiểu Tam Trung thì có 5 thầy. Để lên lớp trong 5 thầy thì các thầy là đều ở ngoài trung tâm cả. Cho nên là điểm trường Ón là một điểm trường xa nhất của xã Tam Trung và khó khăn nhất của Tam Trung. Cho nên là các cô thì không thể đi được, bởi vì vào những mùa mưa này, lạnh này, thì đường xá thì đường trơn trượt, khó khăn đi lại, nên thì anh em chúng tôi phải thay phiên nhau để vào trong điểm trường này. Bây giờ là ăn bán chú thì là còn một thầy là hơi vất vả, là phải ra lấy thực phẩm ở ngoài thị trấn vào, cách đây khoảng 25-26 cây hàng ngày. Mỗi ngày buổi sáng là thầy phải dậy sớm 4-5 giờ sáng để đi lấy thực phẩm ở bên thị trấn để vào cho phụ huynh nấu cơm để kịp bữa trưa cho các em. Họ đã tập làm quen với những khó khăn thiếu thốn. Họ động viên nhau cùng vượt qua trở ngại. Để rồi, người ít thì 3-4 năm, người nhiều thì đã 7-8 năm gắn bó với những điểm trường này. Các bậc phụ huynh chưa quan tâm đến việc học hành của các cháu. Nhiều khi, hai anh em giáo viên chúng tôi đang còn phải cùng đi đến tận nhà để đón các con các cháu là đến lớp đến trường. Hai anh em giáo viên chúng tôi cố gắng dạy cho các con các cháu sau cho biết đọc, biết viết, biết tính toán để sau này các con các cháu có lớn lên đảm bảo cái điều kiện kinh tế gia đình. Ngoài cái chính sách tiền lương theo quy định ra thì nhà trường cùng với công đoàn và kêu gọi anh em trong nhà trường là hỗ trợ cứ mỗi một thầy một tháng là mấy trăm nghìn, 300-400 nghìn gì đấy, rồi để hỗ trợ thêm cái tiền xăng xe rồi đi ra vào với các thầy. Cũng có lúc mệt mỏi, cũng có lúc cô đơn, cũng có lúc tủi thân vì thiệt thòi, nhưng các thầy vẫn không bỏ cuộc, vẫn miệt mài với trang giáo án, thủy chung với sự nghiệp chồng người nơi biên cương tổ quốc. Phun tay và tiêu tưới lên cao vời, đến một ngày tương lai rồi mầm xanh kia sẽ tỏa bóng rậm chờ che các con.